những chiếc xe đồ chơi này, giờ này mình không còn ở nhà học bài còn ra đây, mình khác là chơi nữa. Hôm nay tôi sẽ làm cho các nhà ngươi vô bẩn. Ha 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 ha. Bây giờ mình sẽ đem những chiếc xe về mình rửa cho sạch sẽ nha các bạn. Còn mấy bạn này bị dơ bẩn quá rồi bạn ơi, dính toàn cát hết nữa bạn. Rồi mình đem hết về nhà nha, mình đi rửa lại nha các bạn. Ở đây còn có hai chiếc xe khổng lồ nữa các bạn. Rồi mình cũng đem những chiếc xe này về mình chơi nha. Rồi heo chân mình đem những chiếc xe này về nhà mình rửa nha các bạn. Đây, ở đây mình có một cái xô đựng chứa nước rất là sạch luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa từng chiếc nha, để mình xem là xe gì nha các bạn. Rồi tắm rửa sạch sẽ các bạn ơi. Xe này là xe hang nha các bạn, xe hang màu vàng khổng lồ luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục em thứ hai nha, mình sẽ rửa sạch sẽ luôn nha, tắm sạch sẽ nha. À, xem là xe tải đen nha các bạn, xe tải đen bự nha các bạn. Rồi bên trong nó có hai chú tài xế nào lái nè. Xe này chứa được rất là nhiều đồ nha các bạn. Rồi tiếp tục em thứ ba nha. Một chiếc xe tải màu đỏ các bạn, kiểu dáng nhìn rất là lạ luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho em chạy nha, tim tim tim. Rồi cái thứ tư mình rửa luôn. Xe này thì bắn nhiều nha các bạn, dính toàn đầy cát luôn. Xe tải màu đỏ các bạn ơi, đằng trước có hai ghế ngồi nữa các bạn. Em thứ năm, đây là một chiếc xe bồn các bạn, xe bồn màu đỏ xám. Cái bồn đó nè mình có thể chứa nước bên đây được luôn nha các bạn. Rồi chạy thôi, đụng xe tải luôn. Rồi em thứ sáu nha, một chiếc mô tô màu đỏ cực chén luôn các bạn, xe này đua là khỏi bàn nha. Em thứ bảy nha, một chiếc xe màu xanh lá, xe ủi đường các bạn. Rồi em thứ tám nha, xe cẩu dịch nha các bạn. À mà xe đó hàng cẩu, đằng trước thì có đầu dịch nhìn rất là dễ thương nha bạn, cute mới que. Rồi rồi em cuối cùng nha, em thứ mười nha các bạn. Đây đây đây, để mình xem là xe gì nha. Một chiếc xe tải màu đỏ vàng các bạn ơi, xe tải nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn. Rồi hôm nay mình lượm được, sưu tầm được nguyên dàn xe luôn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.